Chào mọi người. Trước khi bắt đầu video thì mọi người đừng quên nhấn chuông thông báo để nhận được những thông báo mới nhất từ Test Mentor nhé. Hôm nay Lan sẽ chuẩn bị sẵn một cái Project Automation Test. Thì ở phần trước Lan đã giới thiệu một cái file để mình có thể viết test case trong trường hợp là mình sẽ login vào trang kiểm thử tự động. Thì hôm nay Lan sẽ hướng dẫn mọi người cách làm sao để mình có thể là optimize cái source code, phân chia làm sao cho nó hợp lý để khi mà mình auto cho nó dễ dàng hơn. Thì test case auto thì các bạn hoàn toàn có thể áp dụng cho việc là kiểm thử cho function, cho security hoặc là performance nha. Đây thì Lan đã đang dùng một cái project sử dụng nginx và code là C# dùng Selenium. Thì những cái package trước thì Lan cũng đã giới thiệu cho mọi người rồi. Đây là những cái package mà Lan cài trong cái project của Lan. Mọi người có thể kích vào phần package.config để mình xem các cái version của nó này. Thì trong cái project này thì Lan đang thực hiện trên trang là kiểm thử tự động.com. Các cái bước của Lan sẽ là bao gồm có khởi tạo trình duyệt, phóng to cái cửa sổ trình duyệt khi mà nó được mở lên. Sau đấy là mình sẽ mở trang đăng nhập WordPress, cụ thể đây là trang kiểm thử tự động.com. Thì mình sẽ đi đến cái trang login. Đây, cái URL login là Lan đã Lan sẽ phân chia các cái folder như sau. Đầu tiên là mình sẽ có một cái folder là data để mình sẽ lưu tất cả những cái tham số. Ở cụ thể đây là Lan lưu lại cái biến username và password để Lan truyền vào cái phần test scenario. Vì sao nên làm như vậy? Bởi vì là mình không nên fix cứng code ở một chỗ. Tại vì sau này mà giả sử là cái username hoặc cái password ở đây nó thay đổi thì Lan chỉ cần vào đây để thay đổi thôi. Thay vì là mình sẽ đi vào từng cái test scenario mình update, nó sẽ mất nhiều thời gian và có thể xảy ra sai sót. Tiếp theo là Lan sẽ có một folder là controller. Mình sẽ viết một cái hàm đó là setup và chuyển ở đây một cái tham số là browser. Ở đây thì mình có thể chuyển vào các cái trình duyệt như là Chrome, Firefox hoặc IE. Ở đây Lan viết một cái switch case và sau mỗi cái switch case thì sẽ có lại cần phải break. Và default thì Lan sẽ ném ra một cái thông báo lỗi là chương trình đang hỗ trợ ba trình duyệt đó là Chrome, Firefox và IE. Tiếp theo là Lan sẽ tạo ra một cái folder là test page. Thì đây mình sẽ viết theo mô hình hướng là tất cả các cái trang ấy mình sẽ khai báo tất cả các thuộc tính này, các cái element trên cái trang đấy cũng như là cái action có thể hành động có thể làm được cái trên cái trang login này. Thì đây Lan sẽ khai báo là khởi tạo cái driver này, sau đó là username input chính là cái trường username ở trên màn hình. Để Lan mở thêm cái trình duyệt cho mọi người xem nha, cho dễ hình dung hơn. Để Lan log out ra. Đây, thì cái màn hình của trang kiểm thử tự động .com ấy, thì ở đây mình sẽ xác định cái trang login của mình bao gồm có bao nhiêu các cái phần tử. Đây mình có thể inspect để xuống dưới cho dễ nhìn. Inspect cái trường username này thì mình thông thường mình sẽ ưu tiên lấy qua ID, sau đó đến name hoặc là đến XPath hoặc là thông qua CSS selector. Cái này thì tùy vào từng trường hợp cụ thể mà các bạn lấy sao cho hợp lý. Nếu mà có ID rồi thì đương nhiên là mình nên lấy theo ID là sẽ hợp lý nhất. Các cái phía sau thì sẽ ưu tiên thấp hơn. Tương tự với cái trường password thì mình sẽ lấy theo ID là user pass và cái button login này cũng như vậy. Inspect nha. Lấy button login. ID là WP-submit và mình lấy cả cái URL của nó để nó login vào trong hệ thống.
Đây, thì mình sẽ khai báo tất cả những cái biến ở đây. Sau đấy là mình sẽ dùng cái hàm driver navigate đi đến cái URL. URL cụ thể đây là cái form login mà mình đang mở trên màn hình đó. Ngoài ra thì mình sẽ viết các cái hàm như là mình sẽ cần phải nhập vào cái trường username này và nhập vào cái trường password. Click vào cái login button. Thì đây nhập vào trường username thì mình sẽ tìm đến cái này mình có thể chuyển luôn vào cái biến mà mình đã khai báo trên này, đó là username input nha. Đây. Thì ở trên này mình đã khai báo rồi. Send key là cái hàm mà mình có thể type text ở trên cái màn hình ấy. Tương tự với trường password cũng như vậy. Click vào cái login button thì mình cần phải chỉ rõ là tìm những cái cụ thể cái trường cái button login đấy, và sau đấy là mình sẽ chấm click thì nó có thể click được lên. Đây là cái đợi, hàm đợi cái page nó load xong. Và đây là cái hàm để kiểm tra là đã login hay chưa thông qua cái URL homepage. URL homepage thì mình đã khai báo trên này. Và ở đây mình sau khi mà có những cái hàm nhỏ như thế rồi thì mình sẽ viết một cái hàm là login. Ở đây thì mình sẽ truyền vào username và password thông qua cái method là enter username phía trên này và enter password ở phía cũng ở phía trên này. Click cái login button chính là hàm này. Để mình viết lại cho nó thống, gọi là viết lại cho nó một cách có hệ thống và nó rõ ràng hơn ấy. Tiếp theo là mình sẽ sang cái test scenario, nó sẽ lưu toàn bộ cái test case của mình ở đây. Thì đây Lan giới thiệu một cái test case cơ bản, đó là login thôi. Thì sau khi mình đã có những cái class, những cái method mà mình viết rồi ấy, thì mình sẽ cần phải khai báo và gọi ra. Đây, trước tiên là mình sẽ khởi tạo trình duyệt. Thì mình sẽ gọi đến cái class là browser.driver. Vì nó là static method nên là mình không cần phải khởi tạo đối tượng của cái class này nữa, mà mình sẽ chấm luôn, dùng luôn cái method bên trong. Là mình sẽ dùng cái setup này và truyền tham số là Chrome vào đây, tức là mình sẽ dùng trình duyệt Chrome nha các bạn. Còn nếu trong trường hợp các bạn muốn dùng trình duyệt khác như Firefox hoặc là IE thì mình sẽ truyền cái tham số tương ứng trong cái hàm browser driver này mà mình đã viết này. Mình sẽ phóng to cái trình duyệt hiện tại. Đây là một cái test case kiểm tra cái trường hợp login đăng nhập về hệ thống thành công đấy các bạn. Mình sẽ khởi tạo cái trang login page này. Sau đó là lấy cái đối tượng login page vừa khởi tạo và gọi ra các cái hàm. Đầu tiên là mình sẽ navigate đến cái trang login. Sau đó là nhập thông tin đăng nhập thì mình sẽ dùng cái hàm login và chuyển vào đây cái username và password mình đã khai báo ở trong cái folder data user. Đây mình sẽ gọi nó qua. Tiếp theo là mình sẽ kiểm tra cái kết quả đăng nhập. Thì mình sẽ kiểm tra xem là trường hợp là đăng nhập thành công hay đăng nhập thất bại thông qua câu lệnh if else, và trả về kiểu true hoặc false. Kết thúc là mình sẽ tear down và đóng trình duyệt, sẽ dùng cái driver.quit. Thì đây mọi người sẽ thấy là test case nó sẽ giảm đi rất nhiều so với cái việc là mình gộp hết tất cả các câu lệnh vào trong một cái class, và cái việc chỉnh sửa của nó sẽ rất là khó khăn, bởi vì sau này ví dụ giả sử là cái trường username password này nó thay đổi này thì mình sẽ phải vào trực tiếp các cái test scenario này mình sửa. Tại vì như các bạn biết là ví dụ muốn làm một cái giả sử làm sau khi login xong mà muốn check cái profile chẳng hạn thì mình cũng cần phải đi qua cái hàm login này. Thì để tái sử dụng nó một cách có hiệu quả thì tốt nhất là mình nên viết ra một cái lớp riêng, một cái class riêng để mình có thể tái sử dụng nó, thay vì là mình lặp lại các cái đoạn code đấy ở các cái test scenario khác nhau.
Thì đây để Lan chạy thử cho mọi người xem nha. Test game 1. Run test. Khi mình run test thì cái test browser của mình sẽ được mở ra, và khi nó chạy nó sẽ có cái button cancel đây, và cái lúc trong lúc nó đang chạy thì nó sẽ xoay, nên nó sẽ mở đến trang kiểm thực động login này, nhập hai trường username password và nó kiểm tra cái URL trả về. Ở đây thì là pass nha mọi người. Nó chạy rất là nhanh, hết có 10.3 second thôi. Đây, mọi người có thể xem lại các cái controller. Những cái dòng code nào mà thừa thì tốt nhất mọi người nên xóa đi. User này. Giả sử ở đây Lan có các cái trang khác thì Lan cũng sẽ tạo và khai báo tương tự với cái trang login page này thôi, để làm sao cho mình quản lý cho nó dễ dàng hơn. Như vậy là Lan vừa giới thiệu xong hướng dẫn viết test case từ cơ bản đến nâng cao phần 5. Trước khi kết thúc video thì mọi người đừng quên cho Lan một like, một subscribe để Lan có động lực làm những video tiếp theo hay hơn nữa nhé. Tạm biệt mọi người.